chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Sân chơi cho trẻ em dịp hè thời Covid-19, vấn đề cần quan tâm. Trong mục Nét đẹp xứ Nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ cô giáo Trần Hải Hoài, giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, người có nhiều việc làm thiện nguyện ý nghĩa chung tay phòng chống dịch bệnh. Nghỉ hè gắn liền với những hoạt động vui chơi thể thao giải trí ngoài trời, nhưng đó là khi không có dịch bệnh. Còn trong thời Covid-19 hiện nay, việc làm sao để trẻ có những ngày nghỉ hè an toàn, bổ ích là trăn trở của nhiều gia đình. Gia đình anh Nguyễn Viết Toàn ở thôn Trần Hạ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ có 3 con nhỏ, trong đó bé lớn nhất mới chỉ 9 tuổi. Do ảnh hưởng của dịch Covid nên nghỉ hè anh không dám cho các cháu đi đâu. Ba chị em chỉ ở nhà xem TV hoặc chơi điện thoại. Mọi năm là cháu được vui chơi, gặp gỡ bạn bè. Nhưng mà bây giờ thì ở nhà cảm thấy rất là chán ạ. Vậy thì mình có mong cái điều gì không? Cháu mong là cháu được đến trường, được vui chơi cùng các bạn bè. Chúng tôi cũng rất là lo là các cháu là sẽ lạm dụng nhiều cái thiết bị điện tử là sẽ sau này là không tốt cho sức khỏe và cũng như là mắt. Còn đây là một trong những chương trình mà em Đỗ Nguyễn Quỳnh Trang ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên và em gái hay xem khi rảnh rỗi. Vì không được tham gia các hoạt động hè như mọi năm nên ngoài thời gian giúp mẹ làm việc nhà, học bài thì các em lại tìm đến những chương trình trên YouTube. Buổi sáng thì là dậy xong là phụ bà cho em ăn, rồi là ăn hết thì là đi học bài, rồi đến trưa là xuống nấu cơm. Buổi chiều thì bọn cháu lại không được ra ngoài bởi vì Covid ấy ạ. Nên là thường ở nhà bật những cái phim ở trên YouTube lên để xem. Chia sẻ của anh Toàn hay của cháu Trang cũng là nỗi lo chung của nhiều gia đình có con nhỏ. Trên thực tế, việc tìm sân chơi cho trẻ em là bài toán đau đầu đối với các bậc phụ huynh mỗi khi hè đến. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì bài toán này càng trở nên khó khăn hơn. Thiếu sân chơi an toàn cho trẻ trong mùa dịch, thiếu kỹ năng sống, chỉ ở nhà dẫn đến việc lạm dụng các thiết bị điện tử đã đành. Nhiều gia đình do không có thời gian quản lý sát sao đến con trẻ nên đã xảy ra những hệ lụy đau lòng. Đến nay đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh khiến em Dương Văn Tùng, 12 tuổi, ra đi mãi mãi, để lại cho gia đình em nỗi đau khôn cùng. Chỉ vì ở nhà quá buồn chán, chiều ngày 23 tháng 5, Tùng cùng ba anh em họ rủ nhau đi tắm tại đầm thả cá thuộc thôn 1, xã Quảng Châu. Không may, em đã bị đuối nước và tử vong. Vào vườn thì làm được một tí, thế là cái cô ở hàng xóm ấy, cô mới chạy ra cô tìm. Bảo, thế thì có sự gì đấy, nó cứ bảo không. Chị cứ đi lên đây, em lai chị về. Thế bảo cháu nó nghịch ngợm cái gì đấy, nó cứ giống nó không nói. Thế nó lên trở về, nó cứ thở dài đó. Đống ngã ba đầu đường, cái đống đuối nước ấy, đồng lam, nó cũng không trở vào, nó trở về nhà. Nhà cái sự về ngõ nhà mình ấy, tan người nước mắt ngắn nước mưa dài chẳng biết gì cả. Ôi, đi sông vào ngõ thì con nằm sóng ruột đống cũng cầu. Anh em người chả biết làm sao. Còn đây là bệnh nhi Nguyễn Thành Đạt, 14 tuổi, hiện đang điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên do tai nạn giao thông. Cháu với bạn cháu đi xe từ trên chợ đầu về mà, đâm vào cái xe tôn mà, thế là ngã ra, thế bị vỡ đầu gối mà. Do khi về bạn kia không để ý đường em bị tai nạn. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 125 em bị tai nạn thương tích, trong đó có 4 trẻ bị tử vong do đuối nước và 1 trẻ tử vong do tai nạn giao thông. So với những năm trước, tỷ lệ này đã giảm, nhưng công tác phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em vẫn còn gặp rất nhiều thách thức. Những hình ảnh trẻ em tự vui chơi, tham gia giao thông như thế này, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu. Và chỉ một phút bất cẩn, thiếu quan sát của người lớn thôi, trẻ cũng có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm khiến chúng ta hối hận.
Và để phần nào giúp trẻ có một mùa hè vừa an toàn lại không nhàm chán trong thời Covid-19, nhiều gia đình đã đưa ra phương án xây dựng kỳ nghỉ lành mạnh, đảm bảo trẻ có thể vận động, vui chơi thoải mái, phát triển thể chất và tinh thần. Nếu như kỳ nghỉ hè năm trước, cả gia đình chị Hoàng Lan Anh ở thôn 3 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên tổ chức đi du lịch để các con xả hơi sau thời gian học căng thẳng, thì năm nay do dịch bệnh kéo dài nên đành gác lại các kế hoạch. Và để các con không cảm thấy buồn chán trong khoảng thời gian này, chị Lan Anh đã phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng cháu, giúp các con vừa có thể giúp đỡ bố mẹ, lại có thêm kỹ năng sống. Đây cũng là cơ hội tốt để cả gia đình cùng vun đắp tình cảm. Vợ chồng tôi cũng bố trí cho các cháu nó ở nhà làm hỗ trợ theo việc công việc của mẹ này, là may đứa thì cắt, đứa thì hỗ trợ được việc nặng việc nhẹ thì hỗ trợ, còn đâu ra những đứa bé kia thì các cháu học online, rồi những sân chơi bổ ích ở trên mạng để cho các cháu đỡ phải đi ra ngoài đường tiếp xúc đông người. Bố mẹ cháu đã tạo điều kiện cho cháu là học các lớp học online ở trên máy tính như lớp học VOEDU. Cháu thấy mùa hè ở nhà cũng không nhàm chán như mọi người đã nói, cháu thấy thích thú hơn, còn được gặp các bạn ở trên này. Còn đối với anh Nguyễn Mạnh Cường ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, thì việc thường xuyên tạo cho con không gian được vui chơi, vận động nhưng vẫn đảm bảo an toàn mùa dịch là điều rất quan trọng. Vì vậy, các buổi chiều hàng ngày, anh đều dành thời gian đạp xe với con trai tại khu vực tượng đài Nguyễn Văn Linh. Tôi có đưa cháu ra đây để tránh các cái lạm dụng vào các cái thiết bị điện tử, điện thoại, TV để tăng cường cái sức khỏe cho các cháu. Thỉnh thoảng thì tôi cũng cho các cháu thả diều để đảm bảo cái vui chơi cũng như là cái khả năng thích nghi môi trường của các cháu. Và để hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích ở trẻ em, người lớn cần quan tâm sát sao, không để trẻ ở một mình trong môi trường thiếu an toàn. Cần trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất giúp trẻ có thể tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ tiềm ẩn. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt dịch này và những đợt dịch trước, cô giáo Trần Hải Hoài, giáo viên tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang đã có nhiều việc làm thiện nguyện ý nghĩa, chung tay cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch và giúp đỡ người dân vùng dịch. Từ đầu tháng 5 đến nay, sau các tiết dạy học trực tuyến, cô giáo Hoài cùng với học sinh của mình tập trung về nhà văn hóa phố Văn Giang để làm một việc ý nghĩa và thiết thực. Đó là làm mũ chắn giọt bắn. Đã có gần 10.000 chiếc mũ như thế này được cô giáo Hoài và các em học sinh làm ra để tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch ở trong và ngoài tỉnh. Với ý tưởng góp một phần nhỏ bé của mình để chung tay chống dịch, cô giáo Hoài tự tìm hiểu cách làm mũ chống giọt bắn trên mạng Internet, sau đó mua dụng cụ để làm. Mong rằng là cái mũ chắn giọt bắn này sẽ đến được rất là nhiều tỉnh thành. Đến thời điểm này là cái mũ chắn giọt bắn này đã được gửi tặng từ tay tôi khoảng 10-15 tỉnh thành trong cả nước. Phản hồi từ những người bạn, từ những người em và những người anh đối với những chiếc mũ chắn giọt bắn này là rất là tiện ích và có ý nghĩa. Và mong muốn được rằng là sẽ đồng hành trong suốt quá trình mùa dịch. Việc làm ý nghĩa của cô giáo Hoài đã lan tỏa đến các em học sinh, bạn bè và những người cùng khu phố. Nhiều người ủng hộ về vật chất và tham gia làm mũ cùng chị. Cô đã thúc đẩy tinh thần để chúng em cùng tham gia những hoạt động bổ ích và có ý nghĩa. Cũng lan tỏa ra một là những cái các cháu học sinh là cũng tích cực tham gia cái vấn đề làm cái mũ này, và cũng như là một số cái người dân, người ta cũng thấy được ý thức như thế, người ta cũng có nêu cao được cái tinh thần mà cảnh giác rồi là phòng chừa cái việc Covid. Cô giáo Hoài còn tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ người dân vùng đang có dịch. Thời gian vừa qua, chị trực tiếp liên hệ với Hội Nông Dân và tỉnh đoàn Bắc Giang để đưa gần 10 chuyến xe giải cứu nông sản từ Bắc Giang về Văn Giang, Hưng Yên. Việc làm này của chị đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của đông đảo người dân. Những nông sản được tiêu thụ nhanh và được giá. Bạn đã phải đi đến tận nơi để bạn thu mua về và kêu gọi tất cả bà con ở Hưng Yên ta ủng hộ giải cứu cho bà con Bắc Giang. Dịch Covid-19 đang lan tràn rất là mạnh mẽ. Thì góp sức nhỏ bé là một hành động cụ thể và cái hành động đó sẽ lan tỏa được đến tất cả mọi người như tôi đã làm, đang làm và sẽ mãi làm. Làm thiện nguyện từ tâm,
mong muốn đồng hành cùng với các ngành chức năng trong đẩy lùi dịch bệnh. Cô giáo Trần Hải Hoài là tấm gương truyền cảm hứng cho những người xung quanh từ những nghĩa cử cao đẹp của mình để việc tốt được nhân lên trong cộng đồng, xua đi những lo lắng về dịch bệnh. Những hình ảnh đẹp về cô giáo Trần Hải Hoài, giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang cũng đã khép lại tạp chí văn hóa đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.